Giờ mình em lại vơ vơ là giấc mơ rồi lại chơi với mình giờ đây.
bị á. Hồi nãy anh Sù á, lộn, hồi nãy anh Sang trong room mình có anh Sù, anh Sang, anh Sơn cứ kêu lộn hoài. Hôm nay không ai nằm trên hết vậy. Ờ, hôm nay chán ghê luôn á. Buồn quá. View cao vậy ta? Ảo vậy? Ảo diệu vậy? Nói chuyện chứ chửi gì? Gì vậy? Gì vậy mọi người? Sao em không đọc được comment gì hết vậy? Đổi cái dương niệm nặng đầu quá à. Gỡ xuống được không vậy? Đẩy nó không chịu đi. Anh nói lúc nãy sao? Ai chửi? Ai chửi vụ gì? Kể lại cho em nghe được không? Em bữa nay em não cá vàng lắm, mới vô nói gì xong em quên, em không nhớ gì luôn á. Nói lại cho em nghe đi. Nặng thiệt hả em? Nặng. Ngâm đi. Lại soi vô mặt. Là sao cái vụ hồi nãy hả? Hello anh Lặng Thầm. Anh Nguyễn Nguyễn bữa nay vô room im đô ta. Hello. Hello. Xăm chữ gì đẹp vậy? Em xăm tên anh Lặng Thầm á. Em biết sẽ có một ngày anh Lặng Thầm ghé room em, cho nên là em xăm tên anh trước. Cái chữ này chữ Lặng, chữ này chữ Thầm. Mót nha mọi người ơi. Sáng mai 5 giờ em like. Sáng nay chứ quên. 3 tiếng rưỡi nữa, 4 tiếng nữa. Em mót nha anh Sang ngồi. Dạ biết. Em không thích người ta kêu bằng bé thế nào hết á. Bye bye anh. Bye bye mọi người chung chung nha. Bye bye anh TC. Bye bye anh My Love. Bye bye anh Sang. Bye bye anh Tù. Bye bye anh Lập Thầm. Bye bye mọi người trong room mình nha. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Không thích hả em? Đúng rồi. Không thích kêu bằng bé. Bằng em thì được. Bye bye. Dạ em nghỉ ngơi năm. Ok. Good night. Ok. Bye bye mọi người. Ok anh. Ok anh My Love. Bye bye mọi người nha. Sáng mai, sáng mai 5 giờ mọi người rảnh vô rung chơi với em nha. Ok anh My Love.